sắt nè anh chị, gỗ nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 nút tùy chỉnh. Con loa này nha, thực sự nó cũng gọi là cũng khá là nhẹ, tầm khoảng cỡ là 5-6kg. Mang tên B52 Pro. B52 Plus thì hôm nay đã ra B52 Pro, vẫn bass 2 tấc, vẫn một trung một trép như thế này, mình có thể vui chơi thoải mái luôn. Đó, một cái tầm giá như thế này thôi anh chị, bỏ hai cái bữa nhậu cho em, đừng đi nhậu nữa, đừng đi nhậu nữa cho em. Đó, về lỡ con, vợ con la mắng chửi, ngủ dưới đất, buồn lắm. Mua này về chồng hát vợ khen hay, vợ hát chồng khen hay, nhiều khi hát mà không được hay thì mình cũng hát cho nhau nghe, đỡ làm phiền tới hàng xóm luôn. Con loa này nha, nếu muốn đi du lịch nữa thì anh chị vẫn có thể đi được luôn. Đi kèm thêm cho mình là 2 micro nữa. Đó. Vậy hiện tại trên con loa này á, ngày nào cũng đang phát livestream nhanh cho anh chị luôn. Ngày nào cũng phát livestream. Đó. Anh chị thích thì vô, mà không thích thì vô. Thích thì bấm vào giỏ hàng ở trên clip của em, còn không thích thì vô livestream bấm vào giỏ hàng trên kênh của em luôn. Nói chung là cũng của em hết đó. Hàng này là hàng bên em. Con này mang tên là B52 Pro nha. Ok, cảm ơn các bác nha.